Xin chào tất cả các bạn nha, mừng các bạn trở lại cái video của mình. Thì hôm nay mà trên màn hình các bạn đang xem đây là cây hạnh nha các bạn. Thì có nhiều nơi gọi đây là cây quất hoặc là cây tắc nha các bạn. Chung tùy theo chỗ thì có tên gọi khác nhau nha. Thì cây hạnh này mình cũng mới vừa bứng về hồi hôm qua nha các bạn. Đây là cây hạnh mình bứng về hôm qua nè. Thì đợt này cây hạnh này có chiều cao cũng rất là cao nha bạn, có chiều cao khoảng chừng 1,5 đến 1,6 mét nha. Cây dắt mình bứng về là rất là sung nha các bạn, lá xanh mướt nha. Thì năm nay mình bứng cái bầu hạnh này thì có lớn hơn mỗi năm nha các bạn. Lớn hơn khoảng chừng 2 đến 3 tấc nha, mỗi năm mình bứng nó thấp hơn. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn, chia sẻ cho các bạn về cách mình trồng cái bầu hạnh này vô cái chậu lớn để mình nuôi dưỡng trái bán Tết nha các bạn. Thì đây là cái bầu hạnh mà mình thấy nè. Rễ, nói chung cái hạnh này nó sống giờ mấy cái rễ ở ngoài nha các bạn, chứ ở trong thì nó cũng không đủ sức nuôi cái bầu hạnh này đâu. Bầu hạnh này cũng rất là nhỏ, rễ ở ngoài mình ấy nè, mình cắt gọn mấy cái rễ ngoài này hết nha các bạn, đâm rễ ngoài rất là xum xê nha. Chung cái hạnh này mới đầu là rất là sung, rễ rất là mạnh nha các bạn. Thì công đoạn đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là công đoạn xử lý từ cái bầu hạnh này nha các bạn. Đó. Thì trước tiên mình nhúng vào cái hỗn hợp thuốc xử lý nha các bạn. Thì hỗn hợp này bao gồm thuốc ra rễ, thuốc trị bệnh và thuốc xử lý cái côn trùng nha các bạn. Thì mình nhúng để khoảng chừng 2 đến 3 phút để cho nó ngấm hết vào cái bầu này để mình xử lý những cái côn trùng ẩn chứ ẩn ẩn náu ẩn núp trong cái bầu rễ này luôn nha các bạn. Sẵn xử lý cái bệnh các loại đám bệnh trong cái bầu này luôn nha. Mình để cáo cho nó rõ nước thì mình sẽ lấy trồng nha các bạn. Cái mình chia sẻ thứ hai đó là cái giá thể nha các bạn. Đây là giá thể, đây là đất nha các bạn. Đất này thì mình lấy từ dưới sông lên nha. Thì mình lấy, sau khi mình lấy xong thì mình sẽ để cho nó khô ráo và cho nó rõ phèn lại, cho nó khô ráo và mình băm nhỏ ra nha các bạn. Còn cái giá thể thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây là cái giá thể hỗn hợp nha. Thì cái giá thể hỗn hợp ở đây bao gồm sơ dừa, phân rơm, trấu bụi mục và phân bò nha các bạn. Đây là sơ dừa nha. Sơ dừa này, cái hỗn hợp giá thể này thì mình trước khi mình đem trồng thì mình cũng đã xử lý từ 7 đến 10 ngày mình ủ xả rồi nha các bạn. Ở đây là trấu mục nè, còn lớp dưới là phân rơm nha. Sau khi trước khi trồng thì tiến hành là mình trộn lẫn đều cái hỗn hợp giá thể này lại nha các bạn. Mình trộn cho nó đều lại nha, chứ mình không có hốt ngang để mình trồng nha được nha các bạn.
Đó, đây là cái hỗn hợp giá thể bao gồm xơ dừa, phân rơm, trấu mục và phân một ít phân bò nha các bạn. Đó, mình quay rõ cho các bạn xem nha. Giá thể này rất là tơi xốp nha các bạn. Trước tiên trước khi đem giá thể đem đi vô cái bầu hạnh mình trồng thì đầu tiên mình để một lớp đất ở dưới đít chậu nha các bạn. Sau đó mình sẽ thêm một sau đó mình để thêm một lớp phân giá thể hỗn hợp lên trên nha các bạn. Thì công dụng của lớp đất đó là mình đầu tiên đó là mình để cho nó thoát nước với thoát nước tốt ở dưới đít nha các bạn. Thông thường thì để lâu ngày thì cái lượng giá thể của chúng ta nó hay bị lèn ở dưới đít nha các bạn. Khi mà giá thể lèn thì cái độ thoát nước nó sẽ không tốt nha. Thì sau khi để chậu để cái bầu hạnh lên trên thì chúng ta tiếp tục mình để một cái lớp đất ở xung quanh cái bầu hạnh luôn nha các bạn. Thì lớp đất này cũng là rất quan trọng nha. Nó giúp chúng ta giữ cái nước lại sau này và cũng giữ lại dinh dưỡng luôn nha các bạn. Thì để xong cái lớp đất thì chúng ta cũng để thêm một lớp chúng ta để thêm một lớp giá thể xong rồi ở trên mặt chúng ta lại thêm một lớp đất nữa nha các bạn. Thì quân bình cái chậu hạnh này mình sẽ cho 3 lớp đất luôn nha các bạn. Lớp lớp đầu tiên, lớp ở giữa và lớp trên cùng nha. Đó, chúng ta cũng tiến hành rải thêm một lớp phân giá thể hỗn hợp lên trên nữa nha các bạn, cho nó phủ đều cái lớp đất này. Mình sẽ ém cứng luôn nha các bạn để cho cái chậu hạnh chúng ta đỡ bị rung lắc nha. Rồi sau khi ém cứng thì chúng mình sẽ cắm thêm một cái cây để mình giữ cho cái nhánh hạnh này mình không bị gió nó lắc nha các bạn. Thì cái tác dụng thì cái cây hạnh này có nó có rất quan trọng, cái cây cắm này rất quan trọng nha các bạn. Nó giống như một cái xương sống của cái nhánh của cây cái bầu hạnh của chúng ta nha. Mình cũng buộc cho nó cứng lại để nó kết dính với cái hạnh với cái cắm này nha các bạn. Thì tùy theo cái chiều cao của cái nhánh hạnh thì mình có buộc nhiều hay ít nha các bạn. Trong quân bình thì mình buộc khoảng chừng 3 nụt là thấy là được rồi nha các bạn. Buộc một nụt ở dưới gốc, một nụt ở giữa và một nụt ở phía trên đọt nha. Mình buộc một nụt ở giữa cho nó cứng và một chút nữa mình sẽ buộc thêm một nụt ở trên đọt để giữ vững cái cây hạnh này. Thì cũng có ở các bạn nào mà chưa xem cái video mà cây hạnh mà mình quay ở lúc trước á, hạnh lúc trước mình quay cây hạnh có rất nhiều trái á, thì đây là cái công đoạn đầu tiên trước khi rất quan trọng để mình giúp cho cây hạnh nó sung tốt và có ra nhiều trái nha các bạn. Thì những bạn nào mà chưa xem thì có thể theo dõi nha. Thì đây là cái những cây hạnh mà cha mình trồng rồi nè các bạn. Nhìn cái mấy hạnh này rất là sung nha các bạn. Thì mình sẽ để những cái hạnh này ủ vài bữa mình mới đem ra nắng nha các bạn.